tôi không phải cài cái gì cả. Rồi tôi sẽ tạo một cái thư mục mới tên là session. Rồi TeamView cũng không nhìn thấy gì đâu, với lại mạng ở đây cực kỳ yếu cho nên là không ăn thua. Thư mục session này, trong session này chúng ta sẽ tạo ra một cái file là index.php và get session.php, được chưa? Ở trong này tôi đều code PHP ở đây, được chưa? Sau đó này, nếu như PHP bình thường nhá, các file PHP bình thường của chúng ta có thể làm cái việc này không? Ví dụ chúng ta tạo ra biến biến là name bằng quân nv. Ở bên này chúng ta echo ra cái biến name này. Thì khi mà truy cập vào cái file index này thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ quân nv đúng không? Đúng không? Nó echo ra ngoài thì chúng ta nhìn thấy chữ quân nv. Sau đó sau khi vào trang index này rồi chúng ta vào tiếp cái file get session này, chúng ta echo ra cái name. Có nhìn thấy gì không? Vì sao không? Tức là dữ liệu ở hai file khác nhau không thể chia sẻ cho nhau được, đúng không? Chỉ có thể là chia sẻ dữ liệu cho nhau ở hai file PHP khác nhau dựa vào form là một và dựa vào URL, các tham số trên URL là hai, đúng không? Đấy là hai cách chia sẻ của chúng ta để chia sẻ dữ liệu. Thì chúng ta ở trong PHP nó hoặc là trong bất kỳ cái ngôn ngữ lập trình nào ấy, đặc biệt là ngôn ngữ lập trình về web, thì nó có phương pháp để chia sẻ các dữ liệu nằm chung trong hệ thống đều có cả. Thì chúng ta đến với hai khái niệm, một là session, hai là cookie. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn session là cái gì trước, sau đó là tí nữa tôi sẽ demo về phần cookie. Rồi nha, chúng ta nối bài này. Session. Session ạ. Cái ý đầu tiên của session nó là, thứ nhất, nó là một biến. Cái này là một biến nhá. Và biến này có kiểu dữ liệu là kiểu array của mảng. Được chưa? Kiểu dữ liệu là kiểu mảng. Và cái độ phủ của cái biến này là dạng biến toàn cục. Nhớ nhá, biến toàn cục, biến này tồn tại ở phía server, chưa? Nó là một biến dạng mảng, nó là có độ phủ toàn cục và biến này tồn tại trên phía server. Sau đó biến này, cái session này tồn tại trên một phiên làm việc. Tồn tại trên một phiên làm việc. Thế vậy một phiên làm việc là cái gì? Thì chúng ta có để ý cái chúng ta có ở quê không? Có chợ không? Có chợ đúng không? Chợ thì hay mở buổi sáng hay buổi chiều hay cả ngày? Cả ngày luôn. Sáng chiều. Ok, cứ cho là mở cả ngày đi. Thế bắt đầu khi nào là có một gọi là một phiên chợ? Không phải, bắt đầu một phiên chợ là đánh dấu bạn tại cái thời điểm nào hay là khi có một cái hành động nào xảy ra. Khi có người bán đến, đúng không? Chính xác. Đúng. Thế khi nào kết thúc? Khi tất cả mọi người ở chợ về hết đúng không? Thì là hết phiên chợ. Đúng chưa? Trong lập trình chúng ta cũng theo cái cách là sẽ bắt đầu một phiên làm việc khi từ một cái browser, một cái trình duyệt gửi request lên server. Đây là bắt đầu đánh dấu thời điểm chúng ta bắt đầu phiên làm việc. Được chưa? Thế vậy thì khi nào chúng ta kết thúc phiên làm việc? Không phải. Ok, cứ nói. Nhưng mà cái ý của mình không phải. Có nghĩa là nghĩa hiểu là khi mà server trả về dữ liệu thì là phiên làm việc là kết thúc đúng không? Không phải. Ví dụ nhá, ở cái chợ của chúng ta cái phiên nó vẫn không kết thúc khi vẫn còn người bán, vẫn còn người mua, có kể cả cái người đến mở chợ, mở cái cửa hàng đầu tiên họ về trước, phiên chợ vẫn chưa kết thúc, đúng không? Thì ở đây này, chúng ta hãy tưởng tượng đến cái chợ sẽ hết khi mà không còn người nào bán mua gì nữa, đúng không? Thì là cái phiên của chúng ta sẽ kết thúc khi trình duyệt không thể gửi dữ liệu lên server nữa,
máy chủ đúng không? Máy chủ không thể trả lại dữ liệu cho mày, cho trình duyệt nữa. Thì đấy là kết thúc việc làm việc. Nó đánh dấu bởi sự kiện một server sập. Sập bởi vì sao? Sập bởi một cái mất điện. Hai là quá overload RAM. Rồi cháy ổ cứng các thứ rồi thì server mất mạng. Đấy là một cách. Và chúng ta để khởi động lại thì chúng ta phải lập lại server. Được chưa? Đấy là một tình huống. Tình huống thứ hai là cái này nó thường xảy ra hơn. Đó là thường xảy ra ở phía browser của người dùng. Là khi ở phía bên Windows của chúng ta nhé, chúng ta có hay bật cái Task Manager lên. Bật bao giờ? Cái Task Manager chúng ta có thể là bật tắt được cái service của cái Chrome, của cái Chrome đúng không? Chúng ta thử vào đấy, xem là bây giờ chúng ta nhìn thấy mấy cái Chrome, mấy cái icon Chrome ở trong cái phần Service Manager. Nhìn thấy mấy cái này. Thằng này làm gì có mà bật. Không mà, không bật được cái... Đây này, Task Manager này. Sáu cái đúng không? Thường thường là 6 cái đúng không? Đây, thì là 3 đường công cộng. Của Linh thì chắc là một số rồi. Đúng không? Có rất nhiều đúng không? Thế vậy thì cái trình duyệt của chúng ta ấy, nó sẽ ngừng tương tác với server khi và chỉ khi chúng ta tắt toàn bộ service của trình duyệt lên trên server đi. Thì đấy là kết thúc phiên làm việc. Đây là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai là chúng ta reset lại máy. Tất cả mọi thứ khởi động lại từ đầu. Thì đấy cũng là kết thúc một phiên làm việc. Phương án thứ ba, cả là win. Cũng là kết thúc một phiên làm việc. Được chưa? Thôi không nói phương án thứ tư của kia. Được chưa? Bây giờ tôi phải chứng minh nhá. Như ở đây chúng ta chắc chắn là không echo ra được cái name đúng không? Đây chúng ta sẽ truy cập vào đây là L47. So, session. So, index.php để ra cái quân NV đúng không? Giờ chúng ta sẽ chuyển sang file là get-session. Không có gì xảy ra. Không thể echo được, bởi biến nó có tồn tại đâu. Đúng nhá. Thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dùng session để chúng ta dùng như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ để đánh dấu cho PHP, khai báo cho PHP là chỗ này tôi bắt đầu tôi sử dụng session. Thì ở cái file nào các bạn sử dụng session thì ở đầu tiên, cái dòng đầu tiên của cái file đấy chúng ta phải có cái hàm là session start. Đấy bọn này bắt đầu nhớ lại đấy. Session start. Được chưa? Sau đó chúng ta có thể gán cái giá trị cho cái biến session đấy bằng cách là $--session. Đóng mở ngoặc tên của session là gì? Biến dạng mảng đúng không? Thế vậy thì mảng nó sẽ tồn tại giá trị khi mà chúng ta có những cái element. Đúng không? Mà element trong mảng chúng ta hoàn toàn có thể đặt cho nó cái key. Thì ở đây key là ví dụ như kiểu là name. Nó sẽ bằng cái biến giá trị của biến name. Sau đó chúng ta echo ra cái giá trị của session này. Được chưa? Xếp xuống và chạy thôi. Nhớ session start. Được chưa nhỉ? Test nha. Trông mặt còn 5 chiều á. Rồi, xem nhé. Chúng ta có index.php này. Vẫn là quân NV đúng không? Bây giờ getSession đúng không? Chúng ta phải sửa code đã. Thì đánh dấu cái getSession này là tôi muốn sử dụng session ở đây. Thì tôi phải là session start. Và tôi echo ra cái giá trị của $--session. Tham số là name. Được chưa? Tham số là name. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái vẫn có quân NV ở file là get
session.php. Được chưa? Đây là tác dụng của cái session. Lưu ý cho tôi không đặt nặng về vấn đề là session sẽ tham gia vào việc login hay là sử dụng làm giỏ hà hay cái gì cả. Tôi chỉ lưu ý duy nhất cho các bạn là session nó chỉ đóng vai trò là một cái biến có thể là truyền tải dữ liệu giữa các file PHP của chúng ta với nhau. Có mỗi vậy thôi. Thì nếu mà chúng ta hiểu cái ý của tôi ấy, thì sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thứ chúng ta có thể ứng dụng được với session. Chứ không phải là session chỉ có cột mác với giỏ hàng, cột mác với đăng nhập vứt. Được chưa? Tiếp tục. Xong chưa? Xong chưa? Đã hiểu chưa? Chán. Trông mặt mày vẫn tương tự lắm, buổi sau không làm được bài thì hiểu hồn. Tiếp tục này. Bây giờ quay trở về với cái bài của chúng ta sẽ ứng dụng cái session này như thế nào? Ứng dụng cái session này vào trong bài như nào? Để tôi bật navigate lên ạ. Đây, K30DL. Chúng ta có bảng class, có bảng user đây đúng không? Chúng ta có cái password 123456. Đúng không? Như thế này thì ví dụ như Linh thuê tôi làm cái hệ thống quản lý trong trường học. Tôi là thằng quản lý server. Đúng không? Nếu mà như thế này tôi có server, tôi có DB, tôi hoàn toàn có thể mở DB, tôi xem đây ví dụ Nguyễn Linh làm hiệu trưởng. Password là 123456. Bây giờ tôi vào tôi tiến hành là gửi một quyết định tăng lương cho ông Trần Hữu Thiện lên độ khoảng 50 triệu một tháng. Có được không? Sao không được? Tôi vẫn được quyền đăng nhập vào server mà, tôi làm mà, tôi thích làm gì tôi làm mà. Với tài khoản của Linh có gì Linh chịu, tôi có phải chịu gì đâu. Đúng không? Linh chịu mà. Thích làm gì làm thôi. Đúng không? Thế vậy cho nên nếu mà chúng ta để cái password nó lộ thiên như này thì há mồm. Há mồm ngay. Đúng không? Cho nên chúng ta phải làm một cách nào đấy để chúng ta bảo vệ được cái password của mình. Đó là bằng cách mã hóa, mà mã hóa dễ nhất là sử dụng MD5. Tất nhiên là MD5 chỉ mang bây giờ, đến bây giờ nó chỉ còn mang tính chất là phục vụ giáo dục thôi. Chứ còn sau này khi mà các bạn lên cao hơn thì nó sẽ sử dụng cái hàm khác để mã hóa. Chứ không thể nào mã hóa bằng MD5 nữa. Được chưa? Thì chúng ta có thể là sử dụng cái tôi vẫn cứ get session này ra nhá. Đây tôi sẽ sinh ra một cái file mới, các bạn không cần phải làm file này đâu. Mà tùy làm hay không. Tôi sẽ sử dụng tạo ra một cái file mới là generate-pwd.pp. Ở trong này tôi có một cái biến là name, nó sẽ bằng là $get pwd. Sau đó tôi echo ra cái md5 của cái biến name kia, của biến password, tôi xin lỗi, tôi nhầm. Đấy, thế là tôi đã mã hóa cái chuỗi password của chúng ta trở thành MD5. Một tí nữa tôi copy đấy, tôi vứt vào trong DB cột password. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sửa nhá. Hỏi chấm pwd bằng 123456. Vẫn là password của Linh đúng không? Nên Nguyễn Linh ở trong hệ thống vẫn là 123456. Enter xuống. Đây là password của Linh. Không dịch ngược được. Không có cách dịch ngược. Để dịch ngược cái này thì nó phải mất rất là nhiều năm. Và máy tính phải rất là khỏe để dịch ngược được. Cho nên người ta sẽ không tiến hành dịch ngược làm gì cả. Mà người ta sẽ dùng một con robot nào đấy thu thập các cái password ở trong hệ thống và dịch sang các hệ thống ở trên thế giới, là dịch sang MD5, xây dựng một bộ sược để so sánh ngược lại thôi, chả có gì để dịch ngược cả. Yeah. Đấy là cách phá cái MD5 này. Cứ có khoảng 1 triệu cái hoặc một hoặc vài triệu cái như thế này thì tự nhiên khi mà chúng ta có một cái bộ thông tin của username và password ở trong một cái hệ thống nào đấy hack được đấy, chúng ta hoàn toàn có thể tra ra được những cái tài khoản trong hệ thống đấy bằng cách là tra ngược. Hoàn toàn có thể mà. Đúng không? Chứ còn chẳng ai dẫu dỗi hơi ngồi dịch ngược cái này trở thành cái 123456 để làm gì cả. Không ai rảnh. Được chưa?
Rồi ok, bây giờ tất cả password của bằng này con người đều là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không? Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ làm cái ứng dụng đăng nhập sử dụng session như thế nào. Thì quay trở về với cái index. Bây giờ chúng ta sẽ có là sẽ có như sau, ở đây có một cái phần là remove user các thứ các kiểu đúng không? Bây giờ không hiển thị nó khi chưa đăng nhập thì chúng ta làm nào? Làm nào? Trước hết cứ session start ở đây đã. Để khai báo ở trong cái file này tôi sẽ sử dụng session. Cứ session start vào đây đã rồi tính tiếp sau. Được chưa? Tiếp theo này, ở chỗ này đúng không? Muốn kiểm tra là session là đã đăng nhập chưa gì? Một câu if là xong, if iset đô la gạch dưới session user info. Nếu mà cái session tên là user info có tồn tại thì thực hiện cái này, thì hiển thị cái này ra đúng không? Được chưa? Nếu nó không tồn tại thì là chưa đăng nhập chứ còn gì nữa. Đúng không? Bây giờ chúng ta test nhá. Nhét vào đây một cái iset, if iset cái session user info. Ở đây. Nếu mà có cái session info này thì sẽ tiến hành là hiển thị ra hai cái tag này, hai cái thẻ A này. Còn nếu không thì thôi chứ còn gì nữa. Thì chúng ta sẽ có kiểm tra như sau. L47. Có còn không? Bay mất cái bắt cái thẻ A là update và remove rồi đúng không? Làm tương tự với cái phần này. Xong chưa? Làm tương tự thôi. Copy tiếp. Fill set đúng không? Paste vào đây. Copy nốt cái đoạn đóng ngoặc vứt xuống dưới cùng của cái fill set. Xong chưa? Được chưa? Đóng vào là xong. Ngoài ra ở đây chúng ta nên có một cái button là một thẻ A link đến trang login nếu mà người ta chưa đăng nhập. Đúng không? Nếu mà đăng nhập rồi thì sẽ hiển thị ra cái link đến trang logout. Thì chúng ta sẽ có như sau. Đâu nhỉ? Đây rồi. Trong này chúng ta sẽ có là lại vệt cái kia xuống, if iset xuống. Và copy note cái này. Rồi, xong. Ở đây chúng ta sẽ có một cái là thẻ A href bằng login.php. Giờ đây là trang login, à logout chứ xin lỗi. Đăng nhập rồi thì phải logout, đúng không? Đây là trang logout.php. Else else thì là echo ra cái thẻ B đi. Hello meter chấm bằng cái đô la gạch dưới session cột username và ở đây là cột gì nhỉ, ở trong này là y ở đây name chưa phải đây chúng ta có cái thẻ A nữa. Nó có thẻ A link đến trang là ở đây chứ, cái này lên trên xin lỗi các bạn,
tôi viết nhầm. Viết này lên trên. Nếu mà tồn tại thì hello meter gì gì đấy và có cái chữ là log out. Còn nếu không thì chúng ta phải link đến trang là login.php. Ở trong này chúng ta cũng viết là login. Vâng, ông cứ lấy. Cạo rồi. Cạo trước. Tranh thủ mà cạo cho nó mát. Bây giờ tôi sẽ đẩy code lên nhá, để cho các bạn copy cho nó nhanh. Rồi, ok. Tôi đã đẩy code là lesson 47 lên rồi nhá. Các bạn có thể vào đấy mà copy. Bây giờ chúng ta xem cái kết quả này. Ở đây sẽ có một chữ login. Đúng không? Bây giờ chúng ta tiến hành cùng nhau xây dựng cái trang là trang login. Sau đó chúng ta thực hành cái việc là login vào hệ thống. Và đẩy ngược lại về trang index này. Nếu mà login thành công. Đẩy về một cái lỗi, đẩy về trang login và trả ra cái lỗi nếu mà login không thành công. Được chưa? Thì chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng. Các bạn, tôi để cho các bạn một thời gian để các bạn copy. Copy đi. Làm cho nó ra đi. Còn có bạn nào có vấn đề gì thì đọc team view tôi sẽ giúp các bạn. Mạng lag thì điện thoại thì dùng để làm gì? Phát 3G ra. Không có tiền thì thôi. Và hôm nay nó hơi khó cho nên là tôi mới cố tình được quay lại màn hình để chúng ta về có cái mà xem lại. Không nhận mạng trong này nhiều thật. Kể cả dùng 3G. Chữ chẳng mà đẹp như thế này à? Dạ. Từ sau chưa chưa? Ông kiếm được người mà nhép cho ông giỏi. Thế xứng đáng. Check đi xem ai có vấn đề gì thì ới luôn nhá, tôi sẽ giúp luôn. Thấy chưa cô? Xong chưa? Xong chưa? Đấy. Đấy cái gì? Được hả? Tốt. Tiếp tục chúng ta tạo ra một file login.php. Trong này thì đơn giản thôi. Login.php thì chúng ta chia ra. Chúng ta echo nhá. Echo cho tôi như này. Echo ra $ server
trong server sẽ có tham số là request to method. Được chưa? Cứ echo cho tôi. Server request method. Được chưa? Server request method. Bây giờ chúng ta xem cái tác dụng của cái thằng này là cái gì. Đây là request này. Thấy không? Cái kiểu request sẽ gửi đến server này. Nó là dạng, nó trả về cái tag là get. Chúng ta đổi kiểu request gửi lên là post, tương đương việc chúng ta gửi một cái form có main method là post lên server. Trả về là post. Được chưa? Đây là tác dụng của cái thằng $serverRequestMethod. Sẽ nó sẽ giúp chúng ta phân biệt được cái dữ liệu gửi lên server, cái request gửi lên server nó là dạng get hay dạng post. Giờ bây giờ tôi thay đổi thành dạng put này. Được chưa? Nó là kiểu dữ liệu, cái method của request sẽ gửi lên trên server là cái gì thì nó sẽ là chúng ta có thể chúng ta có thể kiểm tra bằng server request method. Được chưa? Chúng ta sẽ là if server request method bằng post thì sẽ xử lý code ở đây. Còn nếu không, chúng ta sẽ tiến hành là if ok, không cần nữa đi. Chúng ta có một trang HTML. Một trang HTML. Login page đi. Trong này chúng ta, tôi không làm style nhé, các bạn tự làm style, bởi vì nếu mà làm style nó rất là mất thời gian. Chúng ta sẽ có một cái form action bằng rỗng. Nếu mà action bằng rỗng thì request nó tự động gửi lên cái URL hiện tại có trên cái thanh URL của trình duyệt. Được chưa? Tôi để method cái action bằng rỗng, method bằng post, không có accept accept gì cả. Chúng ta sẽ có một cái div. Đây là email. Duplicate cái nip này lên, chúng ta có một cái password. Và cuối cùng chúng ta có một cái button là submit. Cái này nó không quan trọng, tôi để cái code này nhá. Các bạn copy về đi.
Copy chưa? Sáng không chưa? Rồi, tiếp tục. Bây giờ quay về website của chúng ta sẽ nhìn thấy là bấm vào login nó ra cái trang là login đúng không? Email và password. Rồi chúng ta login vào. Viết linh tinh vào đây. Login lên chắc chắn chúng ta sẽ nhận được hai cái dữ liệu này. Đúng không? Chúng ta sẽ có email bằng đô la gạch dưới ESET đô la gạch dưới post email bằng true thì nó cái biến email sẽ bằng giá trị của cái email từ form, còn nếu không nó bằng một cái string rỗng. Duplicate lên thì chúng ta có thêm là password. Chúng ta sẽ có một cái biến lưu giữ lưu cái message báo lỗi là msg bằng rỗng. Chúng ta sẽ có là if cái email bằng rỗng hoặc password bằng rỗng thì chúng ta sẽ có cái biến msg bằng giá trị là invalid data. Nhập dữ liệu không hợp lệ đi. Khổ lắm, phải dịch tiếng Việt. Rồi. Else. Đã ý tiếp. Xong chưa nhỉ? Cái này chắc không có gì khó. Thì chúng ta sẽ có ở phía cái form này, phía đầu phía trên của cái form này, chúng ta có một cái thẻ span, có type có cái style, có cái color bằng color viết như này đúng không? Red này. Chúng ta sẽ hiển thị ra cái text của cái biến MSG kia. Đó. Bây giờ test nha. Refresh nếu mà không có gì này. Dữ liệu không hợp lệ này. Này có dữ liệu, cái này không này. Vẫn là dữ liệu không hợp lệ này. Được chưa? Tiếp tục kiểm tra cây khác. Chúng ta để kiểm tra được cái cây này, chúng ta phải kiểm tra xem là cái username và cái password người ta điền vào nó có tồn tại trong cơ sở dữ liệu không, đúng không? Thì để làm được cái việc đấy thì chúng ta phải tiến hành là ăn cắp cái đoạn code này. Đây, chúng ta đi copy cái code này. Ở trong cái trang index ấy, cái đoạn kết nối server và select sound from user ấy, chúng ta đi copy cái đấy, chúng ta vứt vào đây. Server name này, DB name này, password này. Rồi thì câu lệnh của chúng ta select sound from user where email bằng 2.email and password bằng 2.password. Sau đó chúng ta sẽ có là stmt trỏ đến by value. Dữ liệu là 2.email phải biến email. Duplicate nó lên, chúng ta có password bằng đô la password execute, sau đó chúng ta chỉ tiến hành fetch thôi. Chỉ tiến hành fetch thôi, không fetch all nhé.
các bạn tốt nhất là đi copy cái đoạn này ở ở trong cái file index của mình ấy cho nó nhanh, chứ không tội gì phải gõ lại cái này cả. Tạo kết nối đến server, sau đó là thực thi một câu lệnh select sound from user where email bằng cái gì gì đấy. Được chưa? Nhưng mà như này chết chắc. Thử nhá. Chúng ta có if cái biến result chấm than result thì cái biến msg chúng ta sẽ bằng là size tên, size email hoặc là password. Còn else thì mới hiển thị echo ra là echo là đăng nhập thành công và đài. Như này chết chắc. Chúng ta thử thì biết. Đây password của chúng ta là từ 1 đến 6 đúng không? Tất cả mọi người đều là từ 1 đến 6. Chúng ta test nha. Bây giờ sẽ có là Mai Tú Anh này. Chúng ta nhập vào Mai Tú Anh @gmail.com, pass là 123456. Size email password. Mặc dù chúng ta điền đúng email đúng không? Đúng nhá. Thế tại sao sai? Mã hóa cái dữ liệu ở trong kia là MD5. Đúng không? Nhưng mà chúng ta lại so sánh cái chuỗi MD5 này với 123456 thì nó sai là đúng không? Đúng nhá. Do đó chúng ta khi mà điền dữ liệu cho password thì chúng ta phải nhét cái này vào trong MD5. Bây giờ chúng ta login lại. Mai Tú Anh 57 đó. Rồi, 123456. Đăng nhập thành công. Được chưa? Đến đây chúng ta mới chỉ là đăng nhập thành công thôi, nhưng chúng ta vẫn chưa tạo session. Đúng không? Đã tạo session đâu? Vậy sao? Chúng ta sau khi đăng nhập thành công rồi, chúng ta sẽ có một cái biến là $--session. Tên của tham số, tha tên của cái element này nó sẽ là user info bằng cái result. Tức là lôi tất cả thông tin của server ra ngoài. Cái chuyện chép phạt đấy tính sau để cho các bạn học nhá. Bây giờ không phải là nghĩ chép phạt bây giờ. Tập trung vào học đã. Không thì còn phải chép phạt dài. Yeah. Tạo cái session ra. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành header location sang trang index.php và dai. Không chưa? Được chưa? Rồi chúng ta test đi. Nếu xong rồi test đi, tôi đẩy code lên đã. Chúng ta test back lại, refresh này. Đây là Mai Tú Anh 57, phát là 123456. Tiến hành login vào. Wow, sao bữa ra này ta? Index. Gì?
user info. Chờ tôi chút nha để tôi coi xem là sai ở đâu. Đúng rồi mà. Echo ra cái $35 chờ một tí để tôi check xem vì sao. $35 là cái dollar session. Ôi giời ơi. Tôi viết ở đây là username. User info. Khổ lắm. Đấy giá cả nó lần thật. Để tôi test cái đã nhé. Login này. Đây các bạn, đây là cái session nó sẽ chứa thông tin là ID, toàn bộ thông tin của MyTuAnh là mytuanh@gmail này, password là mã hóa này, role ID 100 này, tên là MyTuAnh này, địa chỉ ở Việt Nam này. Yeah. Tức là cái session của chúng ta đã mang giá trị rồi. Sau đó chúng ta sẽ điều hướng trang web của chúng mình về cái index.php. Thì ở đây tôi bắt đầu sử dụng session. Và tôi có một cái if ở đây, nếu mà iset cái session user info thì sẽ hiển thị ra cái user info name và cái chữ logout. Refresh lại. Ơ, sao nhỉ? Rồi, dở hơi này. Để tôi coi nào. Chờ tôi chút để tôi coi những vấn đề. Phone á. iPhone nhỉ. Nun. The hell? Tại sao? À, ở đây tôi chưa dùng cái session start. Ở trang login các bạn thêm cho mình cái session start vào nhá. Do mình chưa thêm vào đây cho nên là nó không tạo được cái session ra. Nếu mà không có cái này thì cái biến session của chúng ta nó chỉ là một cái biến dạng local. Một cái biến bình thường. Cho nên là nó không chuyển được sang bên kia đâu. Rồi ok được rồi đấy. Login này. MyTuAnh 123456. Được chưa? Hello Mr. MyTuAnh này. Remove update này. Các thứ đúng không? Xong chưa? Đấy là cái login. Đẩy cốt lên nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm logout các bạn xong đi. Còn nào không login được thì ới nhá. Được vào mắt. Được rồi. Ông xem password ở trong DB của ông Mao Hóa chưa? Chưa. Thế thì chẳng được. Mày kêu cái gì? Nhưng mà cái sân bên kia là password ở trên là nó chuyển sang MD5 đúng không? Password trong DB của tôi đã chuyển sang MD5 rồi. Thấy không?
Cho nên là khi mà thực hiện câu query thì tôi bắt buộc phải chuyển cái password người ta nhập vào sang MD5 để tôi tìm kiếm ở trong DB thì nó mới được. Hiểu không? Khi mà câu lệnh query ấy thì nó ngu lắm, nó chỉ tìm những cái bằng nhau thôi. Cho nên là khi mà đã mã hóa MD5 thì mã hóa phải mã hóa cả hai bên, cả bên phía này, phía DB và phía thực hiện câu query đều phải thực hiện mã hóa MD5 đây. Chứ không thì làm sao mà login được. Cái DB của em vẫn là 1.2.3.4.5. Ừ. Em biết vào cái login. Ừ. 1.2.3.4.5. Ừ. Thế vào đây có MD5 không? Có. Có. Được. Được làm sao được? Đấy, đây em xem. Tôi mà sửa được ông mất. Người lần cho bà nhá. Tôi chưa từng về. Có MD5 rồi mà. Đâu? MD5 đâu? Đây. Đây mà đây làm phát nhé. Rồi, phát nút đi về đọc. Đây. Đã linh chưa? Rồi. Cái này của em cũng là thế. Rồi, đi. Rồi, ok, rồi sao? Vấn đề là ông lúc in được rồi. Bây giờ tôi thử viết cho tao được nha. Thank you.
các bạn xem còn một cái vấn đề này nữa này. Đây là nếu mà các bạn vào thẳng trang login của như của máy Linh và máy Duy bị lỗi đấy. Đó là cái biến này, cái biến MSG này các bạn phải đưa ra ngoài nhé. Đưa ra ngoài cái if này. Bởi vì nếu mà lần đầu tiên chúng ta vào ấy thì nó sẽ không, nó không phải là mình request method dạng post đúng không, dạng get đúng không? Cho nên nó sẽ không khởi tạo cái biến MSG. Đúng không? Nó không khởi tạo cái biến này cho nên là nó không thể nào hiển thị được cái biến, cái giá trị của cái biến này, biến MSG này. Cho nên nó sẽ báo lỗi. Mà cái lỗi đấy nó nằm ở trong cái span style color red. Cho nên là chữ, màu chữ để hiển thị lỗi nó sẽ là màu đỏ. Được chưa? Bỏ cái MSG ra ngoài và chúng ta sẽ chạy được. Được chưa? Tiếp tục này, chúng ta sẽ làm logout. Logout là từ phía server chủ động kết thúc một cái session nào đấy với trình duyệt đúng không? Được chưa? Tức là chúng ta kết thúc bằng cách nào? Thế nhá, khởi động lại server. Không. Chúng ta có những cái cách để làm riêng. Ở đây chúng ta ở trang index, chúng ta có là cái logout đúng không? Nó đẩy đến trang logout.php. Chúng ta copy cái này, thêm một file mới tên là logout.php, code php trong này. Chúng ta sẽ có là hàm session start như bình thường. Chúng ta sẽ có hai cách để kết thúc một cái session. Cách thứ nhất là xóa toàn bộ cái, có nghĩa là gần như là xếp lại toàn bộ cái biến session này về null, về array rộng. Đấy là cách thứ nhất. Thì chúng ta có thể thực hiện cái đấy bằng cách là session trừ destroy. Đây cách thứ nhất. Xóa toàn bộ tất cả session của cái hệ thống trên cái phiên làm việc đang làm việc cùng. Được chưa? Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, ở trong PHP chúng ta có một cái hàm là để xóa một cái element nào đấy ở trong cái array bằng cái name của element, của cái element đó. Đó chúng ta sử dụng hàm unset. Unset cái $ gạch dưới session có cái key là user info. Unset cái này đi. Thì đây là chúng ta không xóa hết session ở trong hệ thống, chúng ta chỉ xóa cái tên là user info đi thôi. Được chưa? Và chúng ta sẽ tiến hành là header location về index.php. Chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta phải login nữa thì mới làm được. Rồi test nha. Đây có ba cái dòng này thôi. Test này. Log out. Được chưa? Nó sẽ biến mất luôn. Đẩy ngược về đây và nó sẽ không thể hiển thị ra cái button là update và delete. Nhưng mà chúng ta có cái cách như sau, hỏi chấm. À đây là update chứ. Nếu mà chúng ta biết đường dẫn, chúng ta sẽ có là, tôi không có file update à? Ở đây update user, update-user.php. Update-user.php hỏi chấm ID bằng mấy? Tôi đang ID bằng 1, có đúng không? ID bằng 1. Tôi vẫn cứ vào đây để sửa được. Đúng không? Nếu các bạn gõ đúng đường dẫn các bạn vẫn vào được. Thử mà xem. Đúng không? Mà tôi yêu cầu là khi mà chúng ta chưa login chúng ta không được sửa xóa cái gì cả. Đúng không? Vậy chúng ta làm nào? Là if. If thôi chứ còn gì nữa, làm gì còn cách nào khác. Là if session. Đây tôi copy này vào cái file update user này. Trước khi lấy cái gì thì lấy tôi if trước. Nếu mà không tồn tại cái session này, tương đương với việc là ông chưa login, đúng không? Thì tôi sẽ là header location về index, đọc cái nhầm login chấm php. Và chúng ta die.
Bây giờ tôi đố ông vào được đấy. Mày login ngay. Kể cả có biết cái URL cũng và cũng chết hết. Update trừ user hỏi chấm ID bằng 6. Không thể vào được. Được chưa? Đấy là cách Xeanon sẽ giúp chúng ta bảo vệ cái tài nguyên của hệ thống, không cho phép người dùng truy cập vào linh tinh. Được chưa? Đơn giản này. Chẳng có gì. Đấy. Đó. Không cần. Ở đây có động đến session đâu. À đúng rồi. Chết nhập. Có chứ. Sorry các bạn, tôi quên đấy. À Linh à. Linh nhá. Về chép từ không cần. 100 lần. Cộng với quay cái màn hình lại. Thể hiện đúng cái điệu không cần vừa rồi. 100 lần nữa. Ngoan hiền. Ông phản động. Cô không biết tôi theo chế độ phát xít à? Được chưa? Đẩy cốt lên nha. Thế là chúng ta tạm thời xong cái phần login, logout của một trang web cơ bản. Được chưa? Xong phần login, logout. Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo, vẫn dùng login, logout nhưng mà sử dụng cái công nghệ khác. Đó là sử dụng cookie. Cookie. Cookie dịch tiếng Anh là cái gì có biết không? Bánh quy. Ừ. Nhưng mà cái bánh quy đấy dịch sang tiếng Việt, à, bên nhầm dịch sang là trong ngôn ngữ, ở trong cái gọi là cái lập trình của chúng ta, nó không dịch là bánh quy đâu. Đấy chỉ là một cái tên của công nghệ thôi. Chưa? Thì chúng ta sẽ cái cookie ấy nó cũng tác dụng giống hệt như là cái session. Nó giống hệt như là cái session. Tuy nhiên nó khác một cái. Đó là các bạn để ý này, session chúng ta tạo ra và chúng ta sử dụng ở phía trên phía server. Cái này lưu trữ ở trên phía server. Còn cookie ấy thì đây là một cookie của trang web này. Bật F12 lên vào phần application. Chúng ta có phần cookie, chúng ta sẽ nhìn thấy cái cookie ở đây. Thấy không? Đây chính là cái cookie. Thấy chưa? Test nhá. Tôi sẽ tạo một cái thư mục mới tên là cookie cho chúng ta. Toàn về dạy lại bài cũ này, chết. Thế à? Rồi, ok. Sorry. Index.php. Rồi, với cookie thì tôi cứ code trước nhá, rồi tôi giải thích cho các bạn sau. Cái này vẫn cứ giải quyết vấn đề của chúng ta là trong trường hợp chúng ta chưa login, à, trong trường hợp chúng ta code PHP thuần, chúng ta không thể nào truyền tải dữ liệu giữa hai cái file PHP được với nhau, đúng không? Cookie đã giúp chúng ta giải quyết được vấn đề đấy bằng cách như sau. Đầu tiên chúng ta vẫn là có một cái biến name bằng lại quân HIV. Đấy, rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta thực hiện việc là set cookie. Cái set cookie các bạn nhớ tôi ba cái tham số. Ba cái tham số. Đó là thứ nhất là key của cookie, nó chính là cái này này. Nhìn rõ và sờ được luôn, đây nó chính là cái key này.
Được chưa? Sau này chúng ta dựa cái key này để lấy cái value ở bên này. Được chưa? Thì chúng ta có cái key ở đây, ví dụ như kiểu là student name chẳng hạn. Tham số thứ hai là giá trị của key đấy, chúng ta sẽ có là biến name. Tiếp theo là đến thời gian tồn tại của cái cookie tên là student name này ở trên trình duyệt. Thì chúng ta có 1 phút là bao nhiêu giây? 60 giây. 1 tiếng là 3600 giây đúng không? Được chưa? Thì chúng ta sẽ có thời gian tồn tại, ví dụ tôi để cho nó là 2 phút. Hoặc là 1 phút đi, 1 phút đi. Chúng ta sẽ có là time đóng mở ngoặc cộng với lại 60. Time mở ngoặc 60. Đây là chúng ta set cookie. Và tôi sẽ để, tôi sẽ echo ra đây cái biến là gạch dưới cookie với cái key là student name. Ở đây chúng ta xem nhá. Bây giờ chúng ta có L47 sược cookie sược index.php. Ủa, sao không ra gì cả? Mình thấy nó sai sai. Name bằng tham 60. Chúng ta nhìn thấy cái student name chưa? Quân HIV này. Chúng ta ở đây có echo cookie student name. Đúng rồi mà. Tôi sai đâu nhỉ? Chờ chút để tôi lấy, tôi search nào. PHP get cookie value. Đúng rồi mà. Cookie name, cookie value và time. Cookie name rồi đây. Đúng rồi nhỉ? Sai đâu? Echo ra đây mà. Cookie name hay là student. Và đâm đi. Có nun đúng không ạ? À đây. Cái path này. Chúng ta có thêm cái path nữa bằng cái sược này. Mình test lại. Đây, quân HIV. Nha, chúng ta phải thêm cái path vào nữa. Sorry các bạn. Path bằng, nếu mà sửa không á thì là cái cookie này áp dụng được cho toàn bộ tất cả các cái file nằm trong cái trang web của chúng ta là cái localhost này. Được chưa? Thì chúng ta có thể lấy được ra cái quân HIV này bằng cách là lấy ra va đăm cái cookie student name. Thì tôi sẽ tạo ra một cái file khác. Tạo ra một cái file khác tên là get-cookie.php. Tôi tiến hành là code php ở đây và echo ra và đăng ra cookie student. Được chưa? Ở đây tôi có cái session ở đây, index này, quân HV này. Chúng ta có quân HV tồn tại, đây là thời gian tồn tại của cookie này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang một file khác là file get to cookie để quân HIV không? Chúng ta, nó sẽ lấy ra từ cái request gửi đến server và nó lấy ra cái thằng student name này. Chúng ta chờ qua 2 phút, bây giờ là 04, chúng ta chờ qua 06 và thậm chí đến 07 luôn đi, để chúng ta xem là cái sau 2 phút đấy chúng ta còn cái student name này không. Được rồi, chúng ta nghỉ 2 phút. Đây nha.
À đâu? Mất có một phút thì mà mình làm cũng chỉ có một phút thôi. Linh là có ngôi sao chép phạt chiếu. Thì đúng rồi. Tôi thì được cái sinh ra bởi ngôi sao phạt sinh viên chiếu. Rồi, đến 07 rồi. Chúng ta kết thúc thời gian nghỉ. Quay trở lại. Reload. Chúng ta không còn thấy cái cookie kia đúng không? Mất rồi đúng không? Nhá, bởi vì nó quá cái thời gian expire date này rồi. Cho nên là nó sẽ xóa cái cookie đấy khỏi cái trình duyệt của chúng ta. Được chưa? Lần sau gửi lên chúng ta không lấy lại được nữa. Thế vậy thì cái này nó ứng dụng gì được cho cái hệ thống của chúng ta? Hả? Cái gì? Tự thoát hệ thống mà mày giải giải nghe. Người ta muốn lưu để vào hệ thống cũng được, mày thoát hệ thống ra. Chúng ta có để ý khi chúng ta login vào Facebook, chúng ta nó có một cái phần là remember hay là vào các hệ thống khác có một cái ô checkbox là remember. À, ở đâu? Cứ đăng nhập vào mà không cần phải gõ username password gì đúng không? Nó vào thẳng. Không. Không, em là cái đăng nhập vào là không cần phải. Rồi thôi rồi, chúng ta sẽ, tôi sẽ giải thích cho chúng ta. Nó trong nhiều hệ thống ấy, người ta sẽ hỗ trợ người dùng đến tận răng bằng cách là khi mà làm cái ô login vào hệ thống ấy, họ hay cái trò này. Người ta hay có dạng là đây là username này, là password này. Wow, đây là ô cái bát tức là login này. Còn ở đây nó làm cái ô là remember me. Tích vào đây thì lần sau các bạn truy cập vào nó không cần phải login nữa. Đúng không? Vậy vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây giải quyết cái bài toán này như nào thì sao làm? Người ta hay làm như sau. Đầu tiên tôi làm luôn nhá, tôi làm luôn trong hệ thống này nhá. Thì chúng ta ở trong cái bảng user này, trong cái bảng user này, chúng ta thiết kế lại thêm một cột nữa cho bảng. Bảng user đúng không? Chúng ta thiết kế thêm một cột nữa. Cột ở đây nó sẽ là remember token va chạm như bình thường và có thời gian là expire date time
và lưu xuống. Gì anh? Có vẻ lạ nhỉ, chưa thấy người khác cạo đầu bao giờ. Bé tôi cạo suốt. Bây giờ thêm 2 cột nữa cho tôi. Xong chưa? Xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ có cái đoạn code xử lý cái login như sau. Chúng ta ở trong cái phần này này, trước cái button kia chúng ta thêm một cái button nữa là input type bằng checkbox, còn name bằng remember, value bằng 1. Đây là remember. Được chưa? Remember vào đây. Và chúng ta sẽ quay trở lại cái màn hình login. Nó sẽ có một cái checkbox là remember. Nếu mà tích vào cái checkbox này thì lần sau chúng ta vào trang login chúng ta không phải login nữa mà đã chạy thẳng vào trong, đúng không? Bây giờ chúng ta xử lý như sau. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà ở đây là email này, password này, chúng ta sẽ có một cái password bằng đây là remember. Remember set post là remember. Thì nếu mà có thì nó sẽ bằng cái remember này. Còn nếu không thì nó sẽ bằng là không, string không. Nếu mà có thì sẽ lên là bằng 1, còn nếu mà không có thì bằng 0. Xong. Được chưa? Sau đó chúng ta xử lý như sau. Đầu tiên cũng tạo kết nối đến server. Nhưng mà trước khi thực hiện câu lệnh này thì chúng ta cần phải xử lý if iset cái đô la gạch dưới cookie là login token. Ví dụ như này, tôi để như này, login token đi. Nếu mà tồn tại thằng này thì chúng ta cần phải lấy ra cái biến token bằng cái cookie token. Chờ tí để tôi copy, tôi đẩy lên kia luôn. Đây, tôi lấy cái biến token từ trên này đi. Token bằng iset bằng true hỏi chấm bằng cái cookie token này. Còn nếu không thì bằng false. Lẹ. Chúng ta ở phía dưới thì chúng ta đã xử lý là if tồn tại cái token này. Nếu mà tồn tại cái token này hay khác phones thì chúng ta sẽ có như sau. Cái STMT của chúng ta nó sẽ bằng từ từ để tôi nghĩ lại đó. Đầu tiên kiểm tra cái token cookie này có tồn tại không. Nếu không tồn tại thì sẽ tiến hành login như bình thường. Thế còn nếu nó tồn tại thì phải query ở trong cơ sở dữ liệu. Ok. Rồi. Nếu mà thằng này không tồn tại thì chúng ta sẽ tiến hành STMT bằng connect select sound from user where remember trừ token bằng với token and expire date nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng cái expire date hiện tại. Chưa? Chúng ta sẽ xử lý như này. Và chúng ta vẫn buy value và execute fetch như bình thường. Với cái token bằng biến token. Còn cái expire date này này.
chúng ta sẽ phải expire date cái time ra bằng new date, new date time của cái hàm now. Chờ tí nhá, tôi copy cái này, tôi check xem nó được không đã. VP get current get time. Echo date current bằng e trừ m trừ d. Chúng ta sẽ có cái này date expire date, nó sẽ bằng cái này date bằng imd hay cách hms execute và fetch. Nếu mà fetch được thì chúng ta vẫn thực hiện cái này như bình thường. Thực hiện cái này như bình thường. Tôi diễn dịch cho các bạn hiểu rồi đã. Còn cái này chúng ta sẽ là else. Cái STMT bằng select như này chúng ta sẽ tính ở dưới. Rồi. Đây là cây thứ nhất. Cây thứ hai, nếu mà cái biến token này nó không tồn tại, tương đương với nó bằng false, thì chúng ta thực hiện việc select như bình thường. Sau khi lấy ra, các bạn lưu ý sau khi lấy ra rồi này, chúng ta tiến hành tiếp một cái câu lệnh nữa, thì chúng ta phải kiểm tra if if cái remember, nếu mà cái remember này bằng 1, if cái biến remember bằng 1 thì chúng ta phải sinh ra một cái token, thì token nó sẽ bằng cái biến token của chúng ta bây giờ nó sẽ bằng là md5 bằng bất kỳ cái gì, md5 bằng của cái biến là result ở đây chứ, token này sẽ nằm trong này, token bằng bằng cái biến result cộng với cái time, cộng với cái time đi. Vì giao cột là cột email cộng với cái time. Còn cái, và chúng ta sẽ thực hiện một câu lệnh là update, update user set remember token, đúng không? Remember token bằng 2 chấm token và expire date nó sẽ bằng bằng cái expire date where id bằng cái id, chúng ta truyền thêm tham số vào đây thì chúng ta có tham số đầu tiên là token, đúng không? Nó sẽ bằng cái biến token này,
cái biến expire date nó sẽ bằng date bằng date của ngày bây giờ now str to time cộng với bao nhiêu nhỉ? Bằng time chứ. Bằng time cộng với một ngày có bao nhiêu giờ nhỉ? 24 giờ đúng không? 3600 nhân với 24 nhân với 30. Đây 3600 là 1 giờ nhân với 24 giờ nhân với 30 ngày. Đúng không? Tôi test thử cái coi xem có đúng không đã. Nhiều phết đấy. Xem nó ra dạng ngày tháng năm đã. Đây rồi. Đến ngày 9 tháng 6 nhá. Đúng không? Và 6 tháng 9. Hôm nay 6 tháng 8 sang ngày 6 tháng 9. Được chưa? Thì tôi làm đúng rồi. Và cuối cùng chúng ta có thêm một cái nữa. Là cái ID đúng không? ID này nó sẽ bằng cái biến result. Cột là cột ID XQ. Và tôi đếch biết là có lưu được hay không thì tôi vẫn cứ phải tạo ra cái session và đẩy về đây. Được chưa? Xong. Bây giờ tôi sẽ test. Đầu tiên là tôi vào login này, tôi sẽ tiến hành login thành công này. Login thành công thì tôi sẽ có là my to win 123456 tick remember login xong nhá. Để chúng ta kiểm tra cái cookie. Tôi chết mẹ rồi. Chưa tạo cookie. Bậy thật. Rồi ok, tôi sẽ tạo cái cookie nữa. Ngoài sau khi tạo token xong tôi sẽ tạo tiếp cái cookie. Set cookie. Đầu tiên là cái gì nhỉ? Nếu mà có cái login token. Cái cookie đầu tiên là cái key là token login token này. Tiếp theo nữa là cái biến token. Tiếp theo nữa là thời gian thì tôi sẽ bằng cái time cộng với cái số lượng này. Time cộng với số lượng này. Cuối cùng tôi sẽ cộng với cái path là sượt như này. Được chưa? Path cộng như này. Tôi sẽ test log out này. Rồi, nó set cookie. Đây, thấy login token được chưa? Nó sẽ chạy đến ngày 9 tháng 6. Xong chưa? Đây là cái token value. Chúng ta copy cái này. Mở cái bảng user ra chúng ta sẽ thấy. Refresh. Ủa? Sao không có remember token nhỉ? Sao không có gì ta? Remember token sao lại rỗng như này? Update user này, set remember token bằng token expire date bằng cái này. Where ID truyền vào là token by value by ID. Sau đó XQ. Chờ một chút. Và đâm ra cái biến remember. Các bạn chờ tôi một chút để tôi check lại cái biến remember của tôi là cái gì. Gì
Ô, sai pass á. Hợp lý. Hả? Để tôi coi lại xem là nó sai ở đâu. Đây là sai cái gì? Sai email và password. Sai email và password. Đúng rồi. Remember. Đây bằng 1 này. Vậy thì Chu này. Chu thì chắc chắn là chạy vào kia rồi. Vì sao email time token set được update, tôi chạy thử câu lệnh update đã. Update user set remember token bằng cái token này. À, có khả năng là do lỗi ở đây, đây. Phẩy, thiếu dấu phẩy, nên em không chạy. Nó check lại. Ơ? Sao lại sai nhỉ? Linh. Sai hết à? Ba đâm cái biến result rồi coi nhỉ. Xem sai ở đâu. Không thể chạy được vào đây cơ. Sai email password. Sao lại sai đây nhỉ? À, chắc là sai trên rồi. À đây 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 đây. Rồi rồi, biết sai đâu. Đăng nhập rồi nhá. Chúng ta sẽ có cookie này, chưa? Login token này. Và bây giờ ở trong user reload, à, vẫn không lưu được cái cây. Điên mẹ rồi. Rồi, ok, để tôi xem đã. Đây, tôi cứ pẹt cái token vào đây. Expire này. Chúng ta sẽ có tháng 9 là ngày mùng 6 ấy. Ok đi, cứ tạm thời vậy đã. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái phần này. Nếu mà truy cập vào đây.
tôi coi cái lại nhá. Ô không chạy này. Có token này. Select sound from này. Expire date nhỏ hơn à, bên này phải là lớn hơn hoặc bằng. Đây rồi, cái sai ở đây rồi, phát hiện lỗi sai. Này phải là lớn hơn hoặc bằng. No response data. Các bạn chờ tôi chút nha, để tôi check lại cái lỗi này xem là lỗi gì. Expire date, token date này. Đâu. Select sound from rồi xem lỗi đâu. Thôi anh cứ chọn biết lại lỗi sai rồi. Remember token. Sao không lưu được. Có đây. Dữ liệu này. Select sound from user where remember token bằng token này. And expire date lớn hơn hoặc bằng date này thì đúng. Nhưng mà sao lại không hiển thị ra cái gì? Result khác phone.
Rồi. Expired date, đây Nguyễn Linh có đây nhá. Như thành công này. Giờ tôi log out, tiến hành log in lại. Lỗi mẹ này. Điên nhỉ. Sai đâu. Hôm 9 tháng 6 gian hiện tại nói nhỏ hơn thời gian trong kia. À, chúng ta không cần cái remember này, chúng ta bỏ cái đoạn này đi nhá. Sorry các bạn, tôi quên mất. Vấn đề là nếu mà sau cái ngày đấy thì chúng ta cũng không còn cái token này để lấy nữa, đúng không? Không còn token này để lấy nữa, cho nên là nếu mà bắt chặt ra thì chúng ta cũng nên thêm vào, nhưng mà chắc là không cần đâu. Chúng ta sẽ bỏ qua cái phần này đi. Bỏ qua phần remember expired date đi. Thì chắc là cái này thì được thôi. Và đâm biến result và die. Login. Mày. Sao nhỉ? Where remember token bằng token. Thế mà không được. Bằng này. Để em đang debug. Đang check xem vì sao. Có dữ liệu này. À. Đây. Đây, chưa có thông tin kết nối đến server. Nên là chết, không có cái biến connect này. Do cái bản PHP của tôi nó cài trên máy, tôi không hiểu sao nó không báo lỗi. Cho nên là nó mới không lấy ra dữ liệu. Đây, lấy ra rồi này. Thì như vậy thì kể cả tôi thêm cái date time vào để check cho nó chắc cũng được. Rồi đây, cái này cũng được. Tôi chỉ việc bê cái thằng này tôi vứt lên trên thôi. Bê thằng này đưa lên trên này. Kết nối đến server. Bảo sao mình chạy mãi không thấy được. Ảo thật. Hả? À, đẩy về index này. Login bình thường. Chúng ta sẽ có là Nguyễn Linh, tôi lấy cái user thứ ba đi. User thứ ba là user quân HIV. Rồi, pass là 123456. Remember này, trước hết là chúng ta cứ phải xóa cookie của thằng này đi đã. Rồi xong. Login. Đến lúc này ở trong cái DB thì quân của chúng ta sẽ có cái token và có cái thời gian expired date. Sau đó bây giờ chúng ta log out quân ra. Và tiến hành login lại. Ủa sao lại vào đây? Và đâm này. Biến result. Và die ở đây. Chúng ta vào lại login nhé. Phone này. Where token. Bệnh. Đây thấy token end expired lớn hơn hoặc bằng cái expired.
Đây hỏi ra rồi. Được chưa? Log out này. Bây giờ tôi chạy vào login nó đẩy thẳng về đây luôn. Thì chúng ta đã remember rồi. Cái này nó sẽ tồn tại cho đến bao giờ chúng ta tiến hành. Ví dụ như ở trong này, chúng ta muốn kết thúc nó sớm thì chúng ta có thể là sửa lại cái này còn thành tháng 7. Ví dụ Quân nhé, của Quân còn thành tháng 7. Đúng không? Thì chúng ta khi mà vào log out ra này, log in vào thì nó sẽ lại hiển thị như bình thường. Bởi vì quá mất cái thời gian chúng ta expire rồi. Thì bây giờ chúng ta phải log in lại với cái tài khoản của Quân. Quân 123456 remember log in vào. Được chưa? Chọn remember thì sau 30 ngày Quân mới phải log out ra ngoài. Thì chúng ta tôi sẽ đẩy code lên và chúng ta về đọc qua cho tôi, sau sẽ giải thích chi tiết hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.